lan man một chút để quý vị hiểu thêm về việc chúng ta cần phải cảnh giác hơn với những thứ đồ ăn đường phố. Còn trở lại với câu chuyện khô bò giả, câu hỏi của chúng tôi đặt ra từ lâu, nó như thế này. 3 kg thịt bò tươi mới làm được 1 kg thịt bò khô, và như vậy là nó có giá tối thiểu cũng phải là 700.000 đồng. Nhưng quý vị có tin được không? 1 kg khô bò đen mà quý vị đã thấy rồi, người ta hay cắt vào món gỏi ở phần trên của chương trình, chúng ta thấy ở hình ảnh ở chợ chỉ bán có giá khoảng 85.000 đồng. Đó là loại gì trên đời kia chứ? Đó là loại bò gì? Và thưa quý vị, đây là câu trả lời của chúng tôi. Đây là nơi tạo ra sản phẩm khô bò đen bắt mắt, hấp dẫn trên thị trường. Nguyên liệu chính là đây: phổi, gan heo. Sau khi mua về, những nguyên liệu này sẽ được luộc với thuốc tẩy để làm mất đi mùi hôi tanh khó chịu. Tiếp theo, chúng được nấu trong những nồi dơ bẩn như thế này. Và trong chiếc nồi đó là những hương liệu tạo màu cùng với chất bảo quản để dậy mùi thơm và giữ được lâu. Mặc dù đây là loại hóa chất được quy định hết sức nghiêm ngặt trong thực phẩm vì những ảnh hưởng đến cơ thể, thế nhưng ở cơ sở này, chất bảo quản lại được sử dụng rất tùy tiện, không tuân thủ nguyên tắc số lượng nào. Khi tất cả đã xong, chúng sẽ không vào bao bì bảo quản mà lại tiếp tục nằm trên sàn nhà như thế này, mặc cho chó mèo thường xuyên qua lại. Những hình ảnh ghê rợn vừa rồi là từ một bà chủ hộ thuê nhà ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Bà này đã bị thu hồi toàn bộ thứ đồ ăn kinh khủng đó và nộp phạt số tiền khoảng hơn 12 triệu đồng. Cơ quan chức năng thì không thể làm gì hơn với những chế tài đó. Vụ việc xảy ra đã hơn 1 năm rồi và thực tế thì địa bàn Bình Chánh, vùng ven thành phố, chuyện này quá phổ biến. Và để thực hiện chương trình này thì phóng viên của chúng tôi quyết tâm tìm lại Bình Chánh một lần nữa xem là cái món khô bò phổi heo này còn tồn tại hay không. Và đáng tiếc là chuyến đi của chúng tôi lại thành công. Trong vai những người có nhu cầu mua số lượng lớn khô bò đen để bán gỏi, chúng tôi tìm đến ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh. Việc tìm ra những cơ sở chế biến cũng chẳng khó khăn gì. Chỉ cần đi theo mùi thịt được nấu thơm ngất ngây bay ra từ các nhà trọ ở đây. Việc mua bán cũng diễn ra hết sức nhanh chóng. 15 tí. 15 hả? Ừ. 15, sao em nói 20 vậy? Không có đủ hàng. Đủ là anh đưa cho em rồi. 15 à, 40. 600. Cũng trên địa bàn này, chúng tôi còn phát hiện thêm một cơ sở sản xuất dầu ăn. Nhưng được nấu như thế này, đáng sợ hơn khi chủ cơ sở cho biết dầu ăn này sẽ đi về đâu. Nấu dầu ăn bằng xẻng đào đất, và xung quanh là rác và ruồi. Nhưng theo chủ cơ sở, mặt hàng này anh ta đang bán rất chạy.